thôi xin hãy cho nhau nụ cười, tiếp sức hồi sinh hãy cho nhau cuộc đời. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh luôn luôn là một người bạn đồng hành với những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi sẵn sàng đi đến mọi nơi, bất kể vùng nào, vùng sâu, vùng xa. Nếu như quý vị gặp khó khăn trong cuộc sống, đừng ngại ngần gì hết. Hãy liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh. Lắm những bàn tay, thời khắc định mệnh, gần lắm những bàn tay. Quý Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh. Ngày hôm nay chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh sẽ đến bệnh viện để thăm một hoàn cảnh khó khăn, để chia sẻ những khó khăn đó. Hoàn cảnh ngày hôm nay như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để khám bệnh cho anh Lâm chút xíu nha. Cái răng anh mới nhổ sáng nay à? Dạ, mới nhổ sáng nay. À, vậy hả? Ngồi dậy đi, ngồi dậy cho nghe tim chút xíu nha. Dạ. Dạ anh. Các bạn Linh có thể trao đổi bệnh nhân chút nữa mình sẽ gặp bệnh nhân. Dạ, dạ, cảm ơn bác. Dạ. Chúc Linh sẽ qua phòng gặp bác ha. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Rồi, chào anh. Quỳ Linh đến từ chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh. Anh thấy sức khỏe mình nay ổn không? Dạ, cũng còn hơi tạm ổn mà còn vẫn mệt, bị gì đau tim mệt chứ. Nhưng mà trước khi mình đến bệnh viện thì cái sức khỏe thế nào, tim thế nào? Trước khi đến bệnh viện thì tim nó vẫn mệt nhiều hơn, lúc này điều trị thì nó khỏe hơn một phần. Dạ. Dạ. Bác sĩ nói anh bị gì? Hở quanh tim ba lá rồi có những khối u, đâu có dây trùng trong tim á. Rồi, sao mình phát hiện ra tim lâu chưa? Dạ, mới phát đây có hơn một tháng. Hơn một tháng rồi, trước đó như thế nào? Không, mình không biết được. Trong tim mình đâu có biết được, trong tim không thể biết. Anh không thấy là biểu hiện là mệt mỏi hay là cái gì trong người nữa? Ở trong nhà, ở gia đình thì nói mệt. Thì nói gia đình nói mình làm biếng, mình không chịu làm. Trời. Thì cái khám ra mới biết mình đã bị bệnh tim. Đó giờ không có đi khám bệnh hàng tháng anh hả? Dạ không, bị gia đình nghèo. Nghèo, anh ở đâu? Ở Thái Bình, Dây Sơn, huyện Phong Điền. Anh công việc ở nhà là làm cái gì? Dạ có được mấy công vườn, năng thu mấy công vườn đó thôi chứ không có làm gì được ra tiền hết. Mấy công vườn? Dạ có ngàn mấy mét vườn đó. Vòng vòng với các cái nhà nhỏ này đó mình ở. Trồng gì anh? Trồng được 3-4 cây, 5-7 cây vú sữa vậy đó. Như đó thôi đó hả? Dạ. Rồi bà xã làm gì? Bà xã đi may mướn. May? Dạ. Anh có mấy con rồi? Hai đứa, đứa 27 tuổi, đứa 16 tuổi. Và ở nhà chung anh luôn? Dạ ở chung. Thì đứa thì học lớp 10, đứa thì đi cũng đi làm với mẹ nó đó, phụ chứ. Phụ kiếm thêm. Dạ. Dạ. Rồi chi phí có đủ lo cho gia đình không anh? Thì cũng còn thiếu nợ nhiều lắm. Chào chú Quỳnh Linh ạ. Dạ. Là chị? Là mẹ chú Lâm. À chị ạ? Dạ. Trời ơi. Không, có lẽ là gọi là tóc xanh phải nuôi tóc bạc, giờ tóc bạc phải nuôi tóc xanh trở lại. Dạ. Dạ. Mình có mấy người con cô? Gia đình của tôi 3 đứa. Nó thì thứ hai, thằng thứ ba, con gái thứ tư cũng gả rồi. Nhưng mà tôi cho nó ra riêng năm nay 20 năm rồi. Rồi tôi ở riêng, nhưng nó bà bệnh thì tôi đi nuôi. Cô hôm nay nhiêu tuổi rồi? 69. 69 rồi. Dạ. Cô chú làm công việc gì? Tôi già rồi, tôi ở nhà ở với thằng con thứ ba. Ăn cơm nó mà nó nuôi. Rồi, vậy rồi tiền sao tìm ra con, tiền cho con mình phẫu thuật. Tính đi thế chấp ngân hàng rồi, về bán miếng đất. Bán đất của thằng này mới có tiền xây sở, giờ nó nợ dữ lắm chú ơi. Tại vì vợ nó mới mổ 3 năm nay, mổ khối u đại tràng. Rồi tốn cũng mấy chục triệu chưa có hết nợ. Thì tới năm cái bác sĩ, bệnh viện ở nhà nước cho cái chỗ nghèo được 2 năm. Cái rồi giờ thấy nó hết bệnh, cái ta rút cái chỗ nghèo lại rồi. Cái năm nay tới thằng này nó bệnh thì giờ tôi cũng đang bán cái nền nhà chỗ nó ở, lo cho nó chứ giờ sao vậy? Con mình bệnh cũng buồn, không có tiền lo cho nó cũng đau cô nha. Dạ. Bây giờ tôi nhà tôi chỉ khóc rồi, tôi ngủ không được, thấy con gì không biết nó làm sao, tôi cũng khổ lắm rồi chú Hùng Linh ơi. Bán đủ lo mình không cô? Bán hết thì đủ. Rồi từ từ vợ con nó đi mừng mướn sống chứ giờ. Rồi bán đất rồi ở đâu? Bán chưa nên nhà lại. À, tức là bán đất xung quanh thôi. Dạ dạ. Có 2 ngàn mấy đó, giờ định cha nó biểu thôi bán bớt 1 ngàn đi. Đừng lo chị bệnh cho nó rồi còn chưa nên nhà ở thôi. Chú
Chú cũng đâu có làm gì có tiền hả cô? Ông năm nay ông bảy mấy tuổi, ông yếu không có làm gì đâu. Thấy chưa? Mình không đi khám bệnh trước á thì cái hậu quả rất là nghiêm trọng luôn. Tôi nói với chú về nó nghèo nó khổ quá à. Cái tôi thấy nó ốm nữa, con đi khám bệnh nó nói con không có tiền, để lấy lắc lắc hoài, viết tới mà đổ nợ ra là nó sốt. Nó sốt có đi nằm bệnh viện ít bữa cái gì à. Rồi sốt nằm viện bữa gì à. Cái từng sốt kỳ sau này nằm mới xuống đó. Xác định là nó tiêm mới đưa qua đây mổ đó. Bây giờ á, mình đây sẵn đây mình nói với nhiều người ở dưới xóm của mình á, yeah, là đi khám bệnh không có tốn nhiều tiền đâu. Khám bệnh tốn á, bây giờ mình có thể vào y tế nếu mình lo mua cái đó có mấy trăm ngàn à. Đi khám bệnh không có tốn tiền. Vấn đề là sau một cái thời kỳ khoảng 6 tháng đến 1 năm á là mình phải đi khám định kỳ. Khi mình phát hiện ra sớm á thì mình có thể điều trị mà nó ít có kinh phí. Yeah. Còn bây giờ mình để lâu quá, theo anh cứ ngại là anh nhà nghèo. Yeah. Bây giờ là cũng có các cơ quan chức năng lo cho mình cái thẻ bảo hiểm rồi. Nếu mà được sổ hộ nghèo á, yeah, thì mình là có bảo hiểm là coi như là miễn 100% luôn á. Yeah. Nhưng kỳ này về chắc là địa phương sẽ cấp lại cái sổ hộ nghèo. Yeah, đó. Yeah. Dạ. Yeah. Nói chung hoàn cảnh cũng khó quá. Yeah. Rồi cô cũng giữ gìn sức khỏe nha. Yeah, à, thế này nè. Bây giờ tiếp sức hồi sinh cũng không có hứa được điều gì hết. Yeah. Chúng tôi biết cái hoàn cảnh thế này, chúng tôi sẽ đến thăm và cùng, yeah, làm việc với các bác sĩ. Yeah. Chúng tôi sẽ vận động để có thể thêm có nhiều mạnh thường quân nữa. À, được coi như cái tình cảm của ai thì mình mừng cái đó. Yeah, yeah. Chúng tôi sẽ phất cờ để có thể nhiều mạnh thường quân sẽ cùng chia sẻ. À, bây giờ thì Quỳnh Linh sẽ qua làm việc với các bác sĩ. Yeah. Để tình trạng hồ sơ bệnh án thế nào, cái phương pháp điều trị ra sao. Yeah. Rồi bệnh tình của anh thế nào nữa. Hy vọng rằng anh sẽ gọi là có nhiều niềm tin hơn nữa nha. Cười như thế nha. Khỏe. Ăn uống nhiều chút xíu để có thêm nhiều cái sức khỏe để ta, yeah, tiến hành ca phẫu thuật. Linh tin chắc rằng ca phẫu thuật sẽ đến càng sớm càng tốt. Yeah, yeah, yeah. Rồi, Linh sẽ vào làm việc bác sĩ đây. Cô giữ gìn sức khỏe nha cô nha. Yeah, yeah. Cảm ơn rất nhiều. Rồi, Linh sẽ quay trở lại. Yeah. Rồi, anh nằm nghỉ đi. Yeah. À, chào cô nha. Yeah, yeah. À, xin chào quý vị. Bây giờ thì Quỳnh Linh đang có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương thành phố Cần Thơ. Chúng tôi đang theo dõi hồ sơ của bệnh nhân Nguyễn Thanh Lâm. À, để biết được tình trạng Nguyễn Thanh Lâm thế nào, chúng ta sẽ cùng trao đổi với phó giám đốc bệnh viện đó, bác sĩ Thành Phong. À, chào bác ạ. Dạ, chào anh Linh. À, bác có thể cho tôi biết được cái tình trạng của Nguyễn Thanh Lâm khi mà nhập viện như thế nào? À, bệnh nhân Nguyễn Thanh Lâm này được nhập viện cách đây khoảng 3 ngày, là ngày thứ 6. Trong cái tình trạng là bệnh nhân có sốt, thỉnh thoảng có sốt, và đặc biệt là bệnh nhân nhập viện trong tình trạng là khó thở. Có nghĩa là bệnh nhân khó thở, phù chân, biểu hiện một cái tình trạng suy tim nặng. Bệnh nhân này thì đã bệnh tim rất là nhiều năm, 7 đến 8 năm rồi. Trời ơi. Nhưng mà bệnh nhân do điều kiện kinh tế bản thân, bệnh nhân là nông dân, quê ở Giai Xuân, Phong Điền. Thì bệnh nhân chưa có điều kiện để phẫu thuật. Thì cách đây 3 tháng, bệnh nhân có những cái đột sốt, thỉnh thoảng sốt cao rồi sau đó giảm rồi lại sốt. Và cái tình trạng diễn tiến ngày càng nặng dần với tình trạng là suy tim, bệnh nhân khó thở, phải ngồi thở về ban đêm. Thì sau khi tiếp nhận thì qua thăm khám và chẩn đoán thì các bác sĩ đã hội ý tiến hành các xét nghiệm cận lâm sàng, đặc biệt là xem tim, thì cho thấy bệnh nhân là có một cái tình trạng hở van tim, gọi là hở hai lá, là mức độ là tối đa hở hai lá 4/4. Và đặc biệt á, thì ở cái van hai lá thì có một cái nốt sùi, nốt sùi do bệnh nhân có bệnh viêm nội tâm màng nhiễm trùng trước đó. Và cái nốt sùi này kích thước rất là lớn và rất là di động, thì nguy cơ cái nốt sùi này có thể bong ra và nó di chuyển lên mạch máu não, hoặc là có thể di chuyển lên các mạch máu ở chi, đặc biệt nếu mạch máu não bệnh nhân có thể liệt. À, suy tim một tình trạng khá nặng, và như bác nói thì đó là hở van hai lá. Rồi, thì cái tình trạng này nó nặng đến mức chắc có lẽ là phải thay van tim, hay là chúng ta thay thế, hay là chỉ sửa van tim thôi ạ? Cái quyết định thay hay sửa van thì lúc mà phẫu thuật thì cái người phẫu thuật viên sẽ căn cứ vào tình trạng của tính chất lá van, sẽ quyết định là bệnh nhân này có thể là thay hay là sửa. Nhưng mà cái này thì có là chỉ định phẫu thuật tuyệt đối cho người bệnh để cải thiện được cái tình trạng suy tim. Và hơn nữa đó là cái tránh cái tình trạng nguy cơ cái nốt sùi á, nó có thể bong, nó có thể gây tắc mạch. Thì đó là một cái điều mà... cho tôi rõ hơn cái nốt sùi nó nằm ở vị trí nào. Nốt sùi nằm ở vị trí lá sau của van hai lá, và nó rất là di động. Nó nghĩa là khi trên siêu âm mình thấy nó rất là di động, và nó có thể nguy cơ nó bong ra. Nó... Nhưng tại sao nó lại di động như thế? Di động là do nó là một cái tình trạng bệnh lý viêm nội tâm màng nhiễm trùng. Nó thì đây là một cái tình trạng bệnh lý nó cũng xảy ra nhiều tháng rồi. Rất là nốt sùi này nó có thường xuyên xảy ra với nhiều bệnh nhân không bác? Thông thường thì ở những bệnh nhân mà bệnh van tim, ví dụ bệnh van hai lá, bệnh van mạch chủ thì cũng có thể xảy ra, nhưng mà không phải là gặp nhiều lắm. Yeah. Nhưng mà riêng trường hợp này thì đây là một nốt sùi lớn, kích thước khá lớn và rất là di động. Đó là cái điều nguy hiểm cho người bệnh. Tóm lại là bệnh nhân này là một cái tình trạng hở hai lá rất nặng,
gọi là 4/4, coi như là ở tuyệt đối, coi như là chắc là phải thay luôn rồi. Chắc là bệnh nhân sẽ có thể sửa hoặc thay van, thì theo tính chất của lá van thì phẫu thuật viên sẽ quyết định trong lúc quá trình phẫu thuật. Nhưng mà cái này chỉ định là phẫu thuật là tuyệt đối và làm càng sớm càng tốt. Dạ, cảm ơn bác sĩ Phong, phó giám đốc bệnh viện rất nhiều. Thưa quý vị, chúng tôi đang nói tình trạng của bệnh nhân Nguyễn Thanh Lâm, sinh năm 1971, ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Qua trao đổi với bác sĩ Thanh Phong, phó giám đốc bệnh viện, tôi thấy được là tình trạng rất là nặng. Do cái tình hình kinh tế khó khăn nên có lẽ bệnh tim của anh ấy không được xử lý một thời gian khá lâu rồi. Bây giờ thì nó phát triển rất là nặng. Có thể nói nếu chúng ta không xử lý sớm, không phẫu thuật sớm, không điều trị sớm thì có thể ảnh hưởng đến cái tính mạng của bệnh nhân ngày hôm nay. Chính vì thế mà chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh có mặt, mong rằng với sự hỗ trợ hết sức mình, cơ sở vật chất cũng như cái thành cảm các bác sĩ, cùng với sự hỗ trợ của tất cả quý vị với cái phần kinh phí, thì Quỳnh Linh nghĩ rằng chúng ta sẽ sớm khắc phục được cái tình trạng của bệnh nhân ngày hôm nay. Còn bây giờ câu chuyện thế nào, xin mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi. Giờ phút định mệnh cần lắm những vòng tay, thời khắc định mệnh cần lắm những vòng tay. Tiếp sức hồi sinh, hãy cho nhau nụ cười. Tiếp sức hồi sinh, hãy cho nhau cuộc đời. Đời còn bao nhiêu mơ ước, vì cuộc đời còn tương lai phía trước. Tiếp sức hồi sinh đến với nhau tình người, tiếp sức hồi sinh cho ước mơ thêm rạng ngời, cho yêu thương đong đầy vòng tay ấm ấm lên tình người, nụ cười tiếp sức hồi sinh. Nó khổ sở dữ lắm, nó đau, nó bệnh mà nó không đi khám bệnh. Biểu nó đi hoài, nó không chịu đi, nó không có tiền. Vì vợ nó mới mổ đại tràng là 2 năm nay hà, rồi giờ tới nó bệnh cái nữa. Rồi thành ra tiền bạc nó còn thiếu nợ, tới giờ chưa trả. Rồi nó dừng không có, nó ruộng không có, có nhiều vú sữa đó. Con này là của em đó. Còn nhà này hà, nó cũng như nó ở đậu đó. Em nó cất rồi đặng coi giường rồi nè. Rồi nó ở đậu. Đây là cha của nó nè. Cha nó. Chị là thật chào bố. Dạ, con chào chú. Dạ, con ở bên chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh đến để thăm và tìm hiểu về gia đình của mình á. Dạ. Chú đang làm gì hả chú? Dạ, cái này nước ngập rồi đắp rồi về cái chén nó tràn vô nhà, vô giường á. Nước từ dưới sông đó dạ, nên hả chú? Kêu trắng nó múc lên rồi cái mình đắp viên viên về dài, chén nó tràn vô nhà. Chị ba dắt cháu vô nhà, trời mưa rồi tôi gửi ta tôi vô sao. Dạ, tôi dắt cháu vô nhà. Dạ, lát con gặp lại chú nha. Rồi đi vô coi. Đó, cô thấy nhà cửa vậy đó, nó rộng chứ. Nó không có, nó đậu với em nó đó. Dạ. Giờ hai mẹ con nó đi, hai mẹ con nó đi mai. Dạ, con chào bác. Dạ, bác ngồi đây đi. Dạ. Con tới để con hỏi thăm thêm về tình hình của gia đình anh Lâm. Hoàn cảnh mà cô với Dượng nơi đây, cha và mẹ của anh Lâm á, cũng khổ lắm. Già cả vậy chứ cũng lo đi làm đồ vườn rồi đó, lo cho nó săn sóc tiếp nó. Chứ Dượng cũng đau, cha anh Lâm cũng đau mà mẹ anh Lâm cũng bệnh. Rồi hai chồng cũng bệnh hoạn rồi, bị lớn tuổi rồi, cũng bảy mấy rồi. Gái đâu có giỏi, bằng giỏi đâu. Người già phải chăm sóc người trẻ. Bây giờ phải lo tiếp nó. Chứ sao giờ? Tại giờ mình bư tới đâu rồi, nên tới đó. Dạ. Chứ không lo tiếp nữa hả, cũng tội nghiệp. Dạ. Nó cũng đau lâu rồi. Mà không tiền. Không tiền cái đợi mua bảo hiểm. Mua bảo hiểm cả tháng mấy hả, được có bảo hiểm và cái một ngày bữa tí bữa 20-21 tay hả, bảo hiểm nó dài cái 10 giờ bữa 20 cái nó quá trời, nó mệt quá trời, thôi đi tí là qua không biết rồi bảo hiểm có chi sao không biết rồi, cái tôi nói thôi con ơi con bệnh quá trời lo đi cho lo nổi thì bán chia bán ít miếng đất ăn mà ăn con sống chơi, mà con không lo chị bệnh là cũng chết là con. Bán đất của cha mà cực khổ cho con mình, nó con bán không đành. Rồi tôi nói năn nỉ hoài là phải bán con, không bán là con không nào chị bệnh được. Tôi nói con ra cái giá nào cũng phải bán.
thằng Chi bệnh, chứ còn không bán thì không hết bệnh mà bệnh nó nhiều nữa. Bác sĩ khám nữa bệnh lại tới tim thì coi thiệt, tôi sợ quá trời rồi. Chứ bệnh còn vợ nó không được, là trước thì bị bú trời ơi, cũng một giai đoạn tôi cũng biết bèo nhèo cho người nợ trả chứ được, mà tôi già thì dành dụm 3 tỷ mà chăm sóc coi nhà coi cửa nó thôi hổm rồi ở đây không, chứ tôi cũng ngủ ở đây chứ không có mà gì được hết. Nhưng mà chút nó mệt rồi, bảy mấy tuổi rồi mệt quá trời mà không nổi. Bây giờ không kêu nó gán thì sao giờ, à, vợ đi mai con đi mai mướn người ta, ngày nào sống ngày nào tháng đủ sống, mà ngã cái bệnh là không cách nào mà chi nổi cái bệnh này chứ. Nghe bác sĩ nói phải ứng cả chuyện 100 triệu ha, 700 triệu hơn ra ca mổ rồi, cả 100 triệu tôi mới trời dữ gì. Bác nghe nói cả 100 triệu. Bây giờ cả 100 triệu cũng chăm chứ làm sao giờ, để con mình chết sao. Thì lúc trước á thì mẹ con bị bệnh ung thư mà cũng phẫu thuật rồi, mà về thì khoảng cỡ năm mấy nay mà cũng không có ít đi khám lắm, lâu lâu mới có đi khám, tại vì hoàn cảnh gia đình á cũng không có được đủ điều kiện để đi khám thường xuyên. Rồi cha thì mới phát hiện bệnh đây cũng hơn 2 tháng rồi, mà bây giờ thì lên tới ca phẫu thuật á, mà bây giờ trong hoàn cảnh gia đình á thì không có được không đủ điều kiện để phẫu thuật. Ba mẹ bệnh nhiều quá rồi cũng không có khả năng điều trị gì này kia nọ, thì cũng sợ mất cha mẹ thì cũng hơi buồn ha. Dạ. Thì bây giờ hoàn cảnh thì gia đình thì khó khăn quá đi, cho nên tới đâu hay tới đó chứ em cũng biết sao. Dạ. Đi về gia đình nó cũng khổ rồi giờ. Tính chị bệnh rảnh thì về, nhưng không có khả năng thì giờ phải bán đất á, chứ không có điều kiện nào mà để kiếm tiền ra để chị bệnh rảnh nhỏ, chỉ còn về sang đất để cho em ra từ cái chỗ mà ảnh bệnh đó, rồi không có ảnh bệnh rồi cái không có đi khi cũng đi khám cả, nó không có tiền khổ vậy đó, ảnh không chịu đi rồi cái để dây dưa tới 1 tháng mấy mới đi. Bây giờ không có đường nào tính giải quyết được, thì giờ có đường đó ta rồi giờ phải gắng lo chảnh tới sao vậy. Chứ còn nhiêu đó là bán thì lo chảnh tới đâu hay tới đó chứ giờ không biết làm sao nữa. Ôi, nằm đi, không sao đâu. Anh thì nghỉ ngơi ha. Thế này nè, bây giờ thì mình đã bàn với các bác sĩ rồi, đang lên một cái phương án và sắp sửa sẽ kiểm tra sức khỏe toàn bộ của anh rồi hội chẩn, sẽ có ca phẫu thuật sớm của anh. Yeah. Yên tâm. Yeah. Nha. Yeah. Linh và các bác sĩ sẽ cố gắng làm sao có thể là mổ sớm, bởi vì để lâu á nó rất là nguy hiểm luôn. Yeah. Nha. Yeah. Rồi mình cứ lo được nhiêu hay nhiêu thôi. Yeah. Bây giờ bằng mọi giá phải phẫu thuật. Yeah. Nha. Anh cứ nằm nghỉ đi, cố gắng là gia đình đó sao lo cho anh ăn uống khá khá chút. Yeah, đây là một cái món quà của quỹ tiếp sức hồi sinh. Yeah. Xin gửi cô. Dạ, là 20 triệu đồng. Cô cứ ngồi đi cô, sao đó, ngồi đi. Dạ. Cô cũng phải giữ sức khỏe. Yeah. Bởi vì cô mà sức khỏe yếu là không hoàn. Dạ, tôi khóc hoài, tôi sợ con tôi không biết có bị gì không. Dạ. Thôi, bình tĩnh. Yeah. Nói gì nói thì xung quanh chúng ta vẫn còn rất là nhiều điều tốt đẹp thôi nhé. Yeah, dạ, cảm ơn chú Quyền Linh nhiều. Chúc khỏe. Dạ, cảm ơn chương trình. Dạ. Rồi, chào anh nha. Chúc phẫu thuật thành công. Rồi, dạ. Xin chào cô. Dạ. Tiếp sức hồi sinh, hãy cho nhau cuộc đời.
cuộc đời còn bao nhiêu mơ ước, vì cuộc đời còn tương lai phía trước. Tiếp sức hồi sinh đến với nhau tình người, tiếp sức hồi sinh cho ước mơ thêm rạng ngời, cho yêu thương đong đầy vòng tay ấm ấm lên tình người nụ cười tiếp sức. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh xin kính chào quý vị. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh luôn luôn là một người bạn đồng hành với những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi sẵn sàng đi đến mọi nơi, bất kể vùng nào, vùng sâu, vùng xa. Nếu như quý vị gặp khó khăn trong cuộc sống, đừng ngại ngần gì hết. Hãy liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh.